Xin chào 500 anh em trên kênh Bonsai Tập Sự. Đã lâu rồi mình không làm video và hôm nay mình có dịp về nhà và mình sẽ quay cho anh em một video hướng dẫn cách dâm cành sống 100% vào mùa đông. Và mình cũng đã dâm được khá nhiều những cái cành ở đây, những cái cành mình đã dâm sống. Và bây giờ mình sẽ làm và hướng dẫn các bạn cùng làm với mình. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Đây, ở đây mình có những cây cành với cục như thế này. Mình cắt từ những cây nó thừa ra và mình chọn những cái cục nào mình thấy cảm thấy nó được được thì mình giữ để mình làm những cái cây mini. Bởi vì đất nhà mình, không gian nhà mình nó chật nên mình chỉ làm những cây mini thôi. Và bây giờ mình sẽ xử lý những cái như này, gọi là cái cành đi, nó dễ gọi đi. Thì các bạn, những cái cành như này thì trước khi sau khi mình cắt xong ấy, thì mình sẽ gọt những cái mình đang quay buổi tối thì đèn chiếu sáng, mình sẽ gọt những cái đầu gọt những cái đầu cắt đi này cho nó không bị xước cái vỏ nhé. Bởi vì ở cái vỏ nó, vỏ này thì nó sẽ phun rễ từ đây ra. Sau khi mà mình gọt vỏ xong rồi thì mình sẽ bắt đầu, nếu mà bạn nào mà có kích rễ thì mình sẽ nhúng kích rễ, còn không có cũng được thì nó sẽ chậm hơn. Sau khi mà mình vệ sinh sạch sẽ rồi thì mình sẽ bắt đầu tiến hành dâm cành. Thì mình dâm vào cát như này nhé, cái cát mà cát nước ngọt nhé, còn cát mặn thì hoàn toàn không được. Và mình cũng có thể dâm vào đất như này, đất phải thật tơi xốp. Thì khi mà cái rễ nó bén ra thì lúc nó rất yếu nên là nó cần cái đất hoặc là cát nó tơi xốp thì nó sẽ đâm dễ ra, nó sẽ dễ dàng và nó sẽ sống, tỷ lệ sống sẽ cao hơn. Và về cái mùa lạnh như thế này thì đây, chúng ta sau khi mà dâm, các bạn cứ đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái, mình là một mình ấy, hơi khó khăn. Mình cái cát này nó có độ ẩm sẵn này nhá, nó hơi ẩm như này đó. Mình sẽ bới ra, mình dâm như cái cành như này, cục như này thì mình sẽ dâm đến nửa, đến đây nửa tầng này, chỗ cái ngón tay cái mình bấm vào đây, cho đây mình ủ vào đây. Sau rồi mình sẽ chùm dây bóng vào. Mình chùm xong mình sẽ nói lý do tại sao phải chùm dây bóng. Cảm thấy cái cát mà sờ cái tay không thấy độ ẩm ấy, mình sẽ có thể xịt thêm cho cát một ít nước vào, không sao hết nha. Và mình sẽ bắt đầu tiến hành chùm dây bóng. Các bạn có dây bóng trắng thì càng tốt nhé. Ở nhà mình đang tận dụng những cái đồ túi bóng của vợ mình đi chợ về, mình dùng thôi. Mình buộc vào đây kín mít luôn. Các bạn buộc kín mít luôn vào cho mình, kín mít vào đây, không cần hở nha. Hở mình chỉ lưu ý là cái chậu này nó phải ở dưới đáy, nó phải có lỗ thoát nước nhé. Mình sẽ bịt kín như này và mình để vào cái vị trí mà nó có ánh sáng vừa phải. Mùa này thì mình để ngoài cũng không sợ lắm, nhưng mà để đảm bảo hơn thì mình sẽ để vào cái hướng ánh sáng ban sáng nó chiếu thôi. Còn ánh sáng ban trưa và chiều thì mình hạn chế để, mình tìm cái góc nào nó có ánh sáng nhẹ mình để nhá. Và đây mình sẽ quay cho các bạn vài cái cây mà mình dâm cách đây 10 ngày đến 20 ngày nó đã ra mầm rồi, các bạn cùng xem. Đây như loạt cây ở đây, bốn cái túi này. Mình dâm được chính xác là hôm nay là 11 ngày. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Những cái công đoạn trước thì mình cũng làm y như cái cục vừa rồi mình làm thôi.
luôn cho hết và lọt vào trong dưới bóng của mình. Và mình dâm này. Đây là cây si nha bạn, đây là cành si. Các bạn nhìn thấy cái búp mấy nhúi chưa? Đây mình sẽ cho cái đầu túi để cho các bạn nhìn vào. Nha các bạn nhìn thấy những cái búp đầu búp màu xanh ấy, bé ấy, là nó mới nhúi, mình cũng không ở nhà nên là không biết là nhú ra từ hôm nào nữa. Chắc cái độ này chỉ tầm 7 hôm. Mùa này thì nó lạnh nên là mình sẽ bọc túi bóng vào mà mình không cần tưới cái gì. Ở đây nó sẽ đây này, khi mà mình chùm cái bóng thì nó sẽ hấp hơi và nó tạo ra cái độ ẩm ở trong nên mình không cần tưới một thứ gì luôn. Mình dạng như là đây là một cái nhà kính thu nhỏ nha các bạn. Thì cây nó lên 100% và cái này mình không hoàn toàn không sử dụng đến thuốc kích rễ. Và đây là si, những cục si của mình. Mình sẽ cho các bạn xem cục xanh như nào. Đây là cái bọc cục xanh của mình. Xanh như có vẻ nó hơi chậm hơn. Xanh thì nó chậm hơn thật. Đây nó có một cái mới nhú ra đây thôi, nhưng mà như này thôi là ở dưới nó có rễ rồi các bạn. Cái này chỉ tầm 1-2 hôm nữa. Đây bên đằng góc này nó cũng có rồi. Như này là nó sống rồi nhá. Ở cái bọc này xem này. Mấy cái này nó sẽ nhanh hơn tại vì chơi cây nó lịch kịch lắm. Bây giờ là 10 giờ tối rồi. Giờ mình có thời gian để làm video cho các bạn. Đầu lắm rồi các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Đây cây này nó cũng ra rồi. Ra là túi này là mình dâm được củ ở đây được 11 ngày. Còn đây là 18 ngày nó ra từ nhà nhá. Mình ngại cởi ra tí là buộc vào. Còn đây là những cái này là mình trước khi vào lạnh như là tháng 1 mình cũng chùm cái bóng 1 tuần bỏ ra, nhưng mà khi mà bỏ cái bóng ra túi bóng ra sớm thì nó lạnh nó phát triển chậm lắm. Nên là các bạn mà chùm rồi thì nếu mà dâm cái độ này rồi thì mình cứ chùm đi, qua Tết qua xuân ấy, sang xuân thì mình bỏ ra được, tại vì lúc ấy lá nó cứng rồi. Toàn bộ mình làm theo cái phương pháp như lúc đấy mình chỉ các bạn ấy. Dâm cát hoặc là đất tơi xốp xong là chùm dây bóng kín, buộc kín chặt vào để cho nó tạo độ ẩm. Và mình không cần tưới tí nào luôn, hoàn toàn không tưới. Lúc đầu mà cái cát nó cái cát mà nó khô thì mình tưới và cho nó ẩm cát lúc lần đầu tiên thôi. Sau khi mà mình buộc vào rồi thì mình cứ để yên, cứ bảo mình nhìn xem nó có ra hay không, mà chắc chắn nó sẽ ra thôi, tại vì mình làm rất là nhiều cành to cành bé. Và cái này nếu mà mình sử dụng mình đâm cái cành to đại mình cũng làm cái phương pháp này. Mình mua giấy ni lông, túi ni lông co ở ngoài hiệu để mình làm, nó sẽ sống đảm bảo cho các bạn là 100%. Ở đây kể cả cái cục mình ngắn như này, cái cục này mình thấy nó có tí u, mình lấy về nó chỉ chưa tới 20 phân các bạn nhé, cái chiều cao của nó. Còn cái chiều lần này đây gọi là quanh của nó độ được khoảng 4-5 phân. Còn chiều cao của nó chỉ độ tầm 12-13 phân thôi, nhưng mà nó cũng ra nhá. Mình mới bỏ túi ra. Cái này mình bỏ thử nghiệm trong các cái giai đoạn nó sẽ như thế nào. Nếu mà thử xem là cái bỏ ra rồi một cái chùm thì nó sẽ như thế nào. Đây những cái chùm này nó ra như là nó vẫn tốt hơn này. Cái này thì mình cũng được 1 tháng trước khi lạnh. Còn đây, còn một cái trường hợp nữa là đây những cái cây các bạn thấy cái lá nó hơi trắng như này là mình để vào một trong cái phòng nhà mình, có cái phòng không sử dụng đến ấy. Nó chỉ có một tí ánh sáng ít thôi. Và mình không chùm. Mình vẫn tưới nước thường xuyên, nghĩa là cách 2 ngày mình lại tưới nó một lần cho nó tạo độ ẩm thì nó ra nó không phát triển, không bằng để trong túi bóng nha.
để trong phòng kín ấy. Nó ra cái lá nó màu nó cái trắng trắng ấy, kiểu nó thiếu ánh sáng, nó không quang hợp được nên là nó không tốt. Và hôm nay mình đã bỏ nó ra ngoài rồi. Ở cái khu vực này của mình thì là nó chỉ có ánh sáng vào ban ánh nắng ban sáng chiếu rồi, còn ban chiều về cái chiều này thì nó sau cái bức tường này thì nó không có mấy. Đây là xi mình, những cái cành nó già bé nhưng mà nó già, mình chọn mình già nó lá này nó to này, nó được khoảng như là 2 tháng. Đây nhá, cái cành này mình cũng bỏ cục này, mình bỏ trong cái nhà phòng kín, nói chung là kín hoàn toàn luôn ấy. Nó chỉ có ánh sáng qua cái kính thôi, nó không hở thế nào, nó cũng rất là ấm nhưng mà nó không ra bằng như kiểu mình chùm trong giấy bóng. Ở đây thì mình có một loạt trong này, không gian thì mình bé lắm nên là mình cứ tận dụng, cho nên toàn bị vợ mắng là không có chỗ để cho người khác sinh hoạt chiếm hết. Đây nữa, đây là những cái cành thẳng để mình làm, sau này mình sẽ làm vài cái chậu tiểu cảnh khu rừng mình dâm trong đây. Tôi mở ra cho các bạn xem luôn nhé, đang tiện quay mở ra cũng ngại mở ra xong lại phải đóng vào. Đây nhá, đây là những cái cành mình cành thẳng thôi, cành non bánh tẻ mình dâm thì mình nghịch quỷ đi. Này là được 18 hôm nó được như này. Và các bạn làm theo cái phương pháp của mình vừa hướng dẫn chia sẻ cho các bạn thì mình đảm bảo các bạn nó sẽ sống 100%, trừ những cái trường hợp mà những cái cành mà nó kiểu cái cây nó bị bệnh, nó yếu mà những cái cây mà nó hay có kiểu nấm ấy thì nó sẽ bị, thì nó hỏng, nó không được đâu. Còn lại là những cái cây nó khỏe mạnh thì nó ra 100%. Trước khi mà các bạn dâm ấy thì đây, những cái cành như này thì mình sẽ bỏ hết lá đi nhá, không để một cái lá nào. Và mình ủ cát như cái cành này, mình ủ cát lên đây cái đèn này. Đây, cành này mình phải ủ cát cao lên, ủ cao lên, những kệ những cái cành ở dưới này mình bố hết lá đi. Sau này nó cũng ra lá, nó sẽ yếu hơn, nhưng mà sau này lúc nó ra dễ khỏe rồi mình sẽ bới vợi cát đi cho những cái cành này phát triển. Hoặc là những cái cành rất thấp này mình cũng không sử dụng nên là mình cũng cắt đi cũng được, không sao. Mà mình sẽ phải ủ cát nó cao lên một xíu nhá, để cho nó đảm bảo cái độ ẩm để nó phát triển. Rồi, rất là cảm ơn các bạn đã xem video của mình đến đây. Và các bạn đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình, để mình có những cái động lực để mình làm những video để chia sẻ cho các bạn những cái video hữu ích cho người đam mê. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.